Hello, xin chào các bạn. Để tôi giải cục Rubik được. Rất là khó không? Kêu là Super 3x3 x 6 Cuboid 2. Thì cái tên Cuboid 2, Cuboid 1 cũng khó phân biệt các bạn. Hồi xưa cái hộp của họ có đánh dấu. Ngoài cái ra trên đây họ không ghi tên. Nên nhiều khi nhìn vô không biết cái gì là cái gì không. Không biết tại sao họ phân lập ra nữa. Thì mình cứ coi cái động tác rồi mình từ từ mình làm, chứ còn không biết cục nào là cục nào không. Rất là nhiều Cuboid. Thì cái này nó có hai vòng tròn. Vòng tròn này bằng 0. Vòng tròn này bằng 1. Đây, nó cứ ngắt ha. Mình dặn mình ép cũng được, nhưng mà đừng có dặn. Dặn nó bị dướng cái trục ở trong. Nó bằng 1 nữa ha. Thì cái này nó khóa rất là sâu các bạn. Cái này bằng 0 ha. Thì mình cái này hai tầng cũng bằng 0. Tầng thứ ba cũng bằng 0 ha. Nhưng mà tầng thứ tư được bằng 1. Mình nắm 4 tầng trên mình dặn là nó trên đây nó bằng 1. Ở dưới cũng vậy. Ở dưới tầng này bằng 1 nè. Dặn nó rất là khó không? Đừng có ép không? Những cục Rubik mà khi mà dặn nó ép á, các bạn đừng có dặn, có thể những cái trục trong nó gãy nó hư cái cục Rubik. Thì dặn hai tầng này đều bằng 1. Đây. À, ngoài ra cục này là không có lởm chởm. Không có dặn được. Thứ hai nữa là không có dư tầng. Như vậy đó. Các bạn rainbow cứ vậy mà rainbow ha. Đơn giản không có gì. À, ngoài ra nó có một cái trường tình hình đó. Là nó có này. Nó có hai tầng này giống nhau. Hai tâm này, viên này với viên này giống nhau, nó có thể chạy lên chạy xuống được. Hai viên này cũng giống nhau. Một số cục Cuboid khác á, khi mà hai viên bìa này giống nhau á, thì nó lại ép vô được, nó không có parity. Nhưng mà cái này do nó khóa sâu quá, nó khóa tới đây này, nó khóa trục tới đây này. Thành ra hai cái viên này á, khi mà nó thay đổi nó cũng hình thành parity. Thì mình xem xét rồi mình giải quyết nó, chứ còn cái cục này rất là khó các bạn. Khó ở cái chỗ là mình phải tìm đường đi, chứ còn nó không phải là cái gì đó đặc biệt. Hoặc là nó tìm ra những cái cơ chế mới, hoặc là cái cách làm mới ha. Đây, sơ lược như vậy. Các bạn để ý như đó là các bạn làm được rồi đó. Các bạn phải tự khịa ra, tự nghiên cứu trên nền tảng của 4 tầng. Nắm 4 tầng thì cái này nó không có xoay. Nắm 4 tầng này thì cái mặt này bằng 1. Nắm 2 tầng này thì mặt này bằng 1. Mình xoay lên xoay xuống ha, mình làm cách. Đầu tiên chúng ta làm hai cái tầng này. Thì chúng ta biết cái muốn biết cái mặt nào á thì chúng ta làm sâu xí đó. Chúng ta lấy một cái viên trắng này, chúng ta so một viên vàng này, chúng ta so à, cái này mặt này không, viên ta tâm này tâm tâm trắng ha, này trắng đỏ, trắng đỏ xanh dương, trắng đỏ hay xanh dương ha. Rồi chúng ta so thì mặt này thường thường á, trắng đỏ xanh dương chúng ta đưa qua, chúng ta đưa qua ha. À, vậy đó. Thì thường thường trong Rubik á, nó bố trí màu giống nhau, mặt này mặt trắng, mặt này mặt đỏ, thì mặt này mặt xanh dương, mặt này đối diện là xanh lá, mặt này mặt cam. Đó là mình nhớ, còn không nhớ mình đem so vậy mình sẽ suy ra. Này trắng, này mặt đỏ ha, này này là tâm đỏ, ok không? Mình làm hai cái tầng này, đỏ thì này xanh dương, này xanh lá, này cam, ok không? Mình làm đại xuống rồi chút xíu nó có parity mình đổi lại. Đây, bây giờ mình bỏ những cái viên này xuống. Mình nắm ba tầng này mình làm ha. Ba tầng trên bao nhiêu làm Cuboid. Hình dương, cái này à, đỏ xanh lá. Không có ha, đỏ xanh lá không có. Thì cái viên trên nó phải xoay xuống vậy. Chứ mấy cái viên này nằm trên. Rồi mình tìm tiếp. Này, viên này được này không? Viên được này. R2U R2 U phẩy R2. Thì khi bạn làm cái tầng giữa nó lệch, này có hai tầng thôi thì không cần làm hai lần ha. Xíu mình cũng làm hai lần, làm hai lần để cái tầng giữa nó đừng lệch. Này có hai tầng này, không có tầng giữa là mình có làm bình thường. Rồi hai viên này rồi, xanh dương cam, dương cam đây, dương này không, ập xuống đây. R2 U phẩy R2 cái okay không? Ở xanh dương này đúng không?
Đây này không, gì này không. U. Đây là u phải. Y như cua bôi bình thường không? À, trên đây. Hai viên làm rồi, hai viên này chưa ha. Đổi hai góc này. R2 u. R2 u phải. R2 u phải đi. R2 u phải. R2 u. R2 đi phải. Đây. So lại. Ok không? Này, thường thường trên đây nó những cái lạch. Nó lạch cái này. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Thường thường mình nạp 2-3 lần thì những cái viên tâm này nó nhân cạnh nó vô. Cái này viên cạnh ha, cái này viên gốc ha. Thì nó gốc đúng hết á. Giờ mình nạp vô. Nhưng mà mình không có biết các bạn. Không có biết. Hai cái viên này là hai viên nào là mình cứ nạp bình thường. Cái gì ha? Đỏ này. Đỏ cam vô ha. R2 u. R2 u. R2 u u. R2 u u. R2 u. R2 u phải. R2. Đó, cái trạng thái ba viên này thì nó sẽ nạp vô nó không bị battery. Nhưng mà mình không có biết đó. Cứ làm bình thường. Hai viên này. Mình coi coi. Đổi sao nên nó dễ dễ xíu ha. Cam. R2 u u. R2 u u. R2 u u. Đổi hai viên hai bên ha. Hai viên đối diện, viên này, cái viên này thì công thức đó. Còn đổi hai cạnh này thì công thức để dưới comment ha, để phần mô tả ha. Đổi hai viên này. R2 u. R2 u. R2 u u. R2 u u. R2 u. R2 u phải. R2. Ok không? Xong một cái tầng ngang. Cua bôi bình thường không? Rồi, cắt clip. Thì bằng phần này bạn phải coi mô tả. Mình làm hai cái tầng này. Bạn coi mô tả ha, để bạn biết được cái tình hình đó xây lên, xây xuống. Nắm ở đây là hai tầng, nắm trên 4 tầng. Có khi nắm tầng. Có khi xây đầu này, xây đầu kia thì giờ vậy. Để mặt trắng này cũng được. Hai mặt vàng này cũng được, mình đưa 4 cái viên này vô. Trắng, trắng, trắng ha. Mình xây trên này không? Trắng này, đẩy trắng này. Rồi, đưa qua. Đây. Ok không? Đẩy những viên trắng này xuống. Những viên vàng xuống, viên cạnh trong này không? Trắng này, đẩy trắng này. Viên trắng này không? Đẩy viên trắng bên này. Rồi, đưa viên trắng khác tới. Nắm hai tầng ha. Okay. Sai rồi đó. Viên này. Đẩy lên, đưa viên vàng tới. Trở về. Ok không? Còn viên trắng này. Nếu ở trên đây nó nằm lệch vậy nè. Bạn nắm bằng xoay qua. Nhìn ha. Xoay qua xoay lại. Bây giờ này đã đẩy viên trắng ha. Đẩy viên trắng này không? Đưa viên vàng tới. Ok. Rồi. Bây giờ mình xem. Thì ở dưới đây nó có cái trường hợp là lệch không phải giống vậy. À, lệch hai viên. Lệch hai viên mình làm một lần xong. Ví dụ mình lệch một viên không? À, trắng vàng phải không? R2 u. R2 u phải. R2 yeah. Nó lệch ba viên vậy, nó làm cho mình rối. Thì lệch hai viên thì thường thường công thức nó mình ghi comment á, nó đơn giản. Bây giờ mình đưa một viên xuống, nhưng mà mình đưa mình nắm trên đây mình xây thì nó không suốt không? Mình phải xây cái mặt trắng này hoặc mình xây mặt vàng cũng được. Ừ, trong đó mình ghi mặt vàng ha. Nếu mặt vàng là nắm 4 viên để mình đưa nguyên cái cọng này xuống luôn, giống như cô ơi, bình thường. Giờ mình đưa một cái mặt trăng, mặt đo viên trăng, viên trắng này xuống ha. Nhắn này nè. À, xuống đây. Viên này nó văng lên đâu cậy nó ha. R2 nắm này không? U. R2 u phải. R2 ok không? Nè, nó nằm xéo như vậy, mình không đưa vô được. Mình đưa viên này xuống. À, viên trắng này xuống đây. Đẩy cái viên vàng qua. Gì không? R2 u. R2 u phải. R2 rồi. Còn viên này mình cũng giữ y vậy. Đây mình đưa viên vàng qua.
Rồi, đó là trường hợp những viên lẻ, mình đưa xuống viên lẻ. Còn nếu mà bạn có hai viên thì bạn làm một cái bọc vô à. Vậy ha. Để vậy cũng được, để vậy cũng được. Vậy thì nắm hai tầng, giờ này nó bốn tầng. Hai viên này không. F2. L2. F2. Ok, nó vậy nè. Khi nó có hai viên á thì mình làm một lần cho nó xong luôn, mình dời từng viên cũng được ha, làm vậy ha. L2. F2. L2. Cái thủ tục này thì đơn giản rồi. À, mình có cái vòng tròn ha. Đây. À, mình xong nha, xong cái vòng tròn này. Xong cái vòng tròn này. Không, mình quay lên. Mình quay về đi cho nó dễ nè. Không, bây giờ hồi nãy nắm 4 tầng. Bây giờ mình nắm tầng này thôi. Để mình đổi những cái viên này xuống các bạn. Ở dưới đây nó lạc bú xua các bạn đừng quan tâm. Chút xíu mình swap lại. Mình coi ha. Cái này đỏ, trên đây có viên trắng đỏ không? Cạnh này cạnh đỏ nè. Rồi lên. Đưa cái viên đỏ qua. Đây không? Bằng nè không? Đỏ, trắng ha, đưa xuống. Đây, mình có viên trắng đỏ không? Nó cùng màu vậy nè. Ok không? Rồi, trắng xanh đúng rồi, hên không? Trắng cao đúng rồi. Rồi, trắng xanh. Trắng xanh đưa vào đây. Cho nó mình khi mình xây lên nó không bị văng đi á, gần nè. Hơi khó nhìn chút xíu, mình đưa lên xíu. Cái cục của bôi nào cũng vậy các bạn. Nó kỳ kỳ thì mình đừng có quan tâm nhiều. Mình phân tích, mình tìm cách mình đi. Khi nắm 4 tầng, khi nắm 2 tầng, đây là cục Rubik duy nhất từ xưa đến nay mình làm. Và theo mình biết cũng là duy nhất á, nắm 4 tầng. Còn mấy cục khác thì mình đơn giản cứ cua bôi nở ra. Trắng xanh đây không? Đây trắng xanh này không? Trắng này. Xanh này không? Tâm ha, theo cái tâm này không? Nó qua. Đưa xuống. Ok không? Tâm đúng hết rồi. Đây, mình để im vậy cũng được mà mình xây cũng được tùy. Mình tìm hướng mình làm thì mình đưa cái viên gốc này xuống ha. Bây giờ mình làm á, khi mình làm á, mình làm mình nắm nguyên tầng trên luôn. Hoặc mình nắm tầng này. Thì trong cái comment mình á, phần mô tả mình để nắm tầng này. Nhưng mà nắm tầng này khi các bạn làm ra đó thì những viên này cũng lạc. Công thức R2U R2U phẩy R2 để đưa những cái này xuống này. Là mình làm hai lần. Xanh cam không? Tìm không? Đây. Xanh cam đây. Từ đây. Này chắc. Từ đây. Ấp xuống đây. Nè. Từ đây này. Ấp xuống đây. Nhưng mình làm hai lần để nó lọt trên đây. Được không? R2. U. R2. U phải. R2. Mình đưa này tới không? Đưa viên đúng tới không? R2. U. R2. U phải cục đu bay cục đu bích rất là hay không kệ không. Rồi tiếp tục mình làm hai lần vậy, xanh lá cam, xanh dương cam này, dương này ụp xuống đây, đưa qua bên này kệ không. R2 U R2 U phải R2 lệch này không, đưa dương đúng tán R2 U. R2. U phải. R2. Đỏ xanh dương. Đây, đỏ xanh lá không? Đỏ xanh lá, viên này nó xuống chỗ này, để bên này. Nó hình thành một cái dòng dưới. Ok không? Rồi, bây giờ mình làm trên này. Mình làm cái tầng này. Cái tầng này á, khi bạn làm một tầng này, thì dưới đây bạn quăng đi quay đi cũng được. Nó mặt bằng một nè. Dù mình cố gắng mình ép quay đi, mình gặt á, thì những cái dòng này nó cũng chạy luôn. Nó khi mình quay á, dưới đây nó bị lệch.
Mình lên đây. Nấm 4 tầng trên. Cái bức bự quá ha. Rồi. Hai góc đúng rồi. Đúng ha. Màu đúng nè. Ở giữa đừng quan tâm. Đúng màu không? Rồi, bây giờ hai viên này đúng rồi. Đổi hai góc này, nấm 4 tầng trên ha. AD2. U. AD2. U phải. AD2. U phải đi. AD2. U phải. AD2. U. AD2. Đi phải. Ok không? Đúng đúng ha. À, mình đổ qua đây cho nó đúng, cho nó cùng màu. Cùng màu vậy nè, không cho nó dễ nhìn hơn gì trơn á, nhìn cái tâm này không, xanh này không, là mà nãy giờ mình đảo bút xua đó nè, góc trên đúng rồi. Bây giờ mình đưa những viên cạnh này vô. Thường thường nó có ba cái này thì thường thường là nó không phát sinh validity, nhưng mà khi mà mình phát sinh validity mình sửa lại y nãy giờ á, không bây giờ mình làm tiếp tục ha. Hay đổi hai cái này, đổi hai cạnh này không. R2 U R2 U AD2 U U AD2 U U AD2 U AD2 U phải AD2. Ok không? Vô không? Qua đây. Các bạn đừng quan tâm ở dưới, cứ làm thoải mái ha. AD2 U. Rồi, ok. Này, mình có tầng trên, tầng dưới ha. Tâm này chỗ nào cũng được, để chỗ nào cũng được. Để đây cho nó dễ nhìn. Đây. Đây, nhiều khi mình lộn màu các bạn. Ok không? Này, bây giờ mình xoay qua bên này. À, mình swap lại những cái này. Swap lại. Thì công thức mình ghi comment ha. R2U. F2U2 gì cũng được, hoặc R2U2 cũng được ha. Giờ xanh này swap vào đây. R2 U2 R2 U2 R2 U2. Ok. Đây, mình swap qua đây. Đây. Mình để im vậy. Mình để hai viên cạnh nó lệch nè. Để mình biết có 3DT không các bạn. Hai viên cạnh lệch không. Đây. Mình swap ở đây. Thì trên đây nó swap. Swap đây. R2. Nắm gì vô đây chứ. U. U. R2. U. U. R2. U. U. Ok không. Nha. Cái trường hợp này là không có 3DT nè. Vậy mình quáp luôn ha. Mình quáp này. R2. Đây mặt. À. Swap qua. Thì cái mặt đỏ này qua bên đây. Mặt cam này qua bên đây. Ha. R2. U U. Rồi. Đều rồi ha. Xeo bên này. Mình vẫn để vậy. Đỏ. Cam đây. Rồi, ok. Xong tầng này. Xong hai tầng trên. Ok không? Này không? Ok. Cái này mình giải thích luôn cái 3DT. Khi các bạn warp xong vậy nè. Hai cạnh này lệch. Mình không cần làm nghe. Chút xíu nữa mình sẽ đổi một cái 3DT dưới đây. Là phần sau á. Thì những người chơi Kubo giỏi họ nhìn sẽ biết. Hai cái viên này lúc nào nó cũng đổi lên đổi xuống được. Ví dụ bạn nhìn hai cái viên này không? Nó cũng y vậy, nó nằm chỗ nào cũng được, viên này nằm đây, viên này nằm đây, chỗ nào cũng được. Rồi là khi mà mình làm xong hết vậy nè, nó có hai cạnh này cũng lệch á, thì các bạn đổi lại, ok, đổi hai cái tâm này, hai cái viên cạnh này, mình kêu là tâm cũng được,
nhưng mà trong cuboid là kỷ luật cạnh, bởi vì có thể nằm xéo qua xéo lại. Còn này góc không, đổi hai cái này rồi mình sửa lại cái này, sửa lại giống y hồi nãy, sửa dưới không, sửa trên, gắn lại các viên viên này, viên bự xong rồi viên nhỏ, xong rồi làm cái tầng dưới này cho nó đều ra tầng trắng, xong rồi sen đây làm lại tầng vàng thì nó sẽ không có 3DT giống như y nãy giờ mình làm. Trường hợp này là nhập không 3DT, mình không có làm thêm tại vì thao tác mình cũng y vậy không, ok không, thao tác cũng y như nãy giờ, chẳng qua mình đổi hai viên như thôi, viên nào cũng được ha, đổi hai viên vàng, thích chỗ nào làm đó. Này cái trục nó xéo bạn, trục trong nó xéo lại thì nó dính cái 3DT trên chứ không có gì trên á. Rồi, ok ha, ok em ta tiếp tục. Thì chỗ này mình không giải cuboid được các bạn, tại vì nó dướng, mình nắm vậy nè, trên đây hai tầng, mình làm tầng này với tầng này không thì nó dướng. Rồi mình làm những viên cạnh này trước, mình coi phần mô tả không, cái này đỏ đúng rồi, cái này viên xanh, xanh hơn. Đi tầng dưới không, lúc nào cũng đi tầng dưới, tầng trên này nó sẽ lây gì, nó chạy trên đây nó không sao, mình giữ viên gốc này, xanh cam này, xanh lá, xanh dương ha, hơi khó nhìn ha. Rồi trên đây xanh dương đúng rồi, đỏ, xanh lá, cam tương thương vậy nè. Khi có một viên cạnh đúng thì mình xây thêm một nấc nữa thì nó đúng hai viên cạnh. Cái Rubik nào cũng vậy ha, 3 × 3 = 44 gì, hai đúng hai viên gốc, sai hai viên gốc, đúng hai viên cạnh, sai viên cạnh thì mình xây thêm một nấc nữa thì nó đúng là một viên cạnh. Cái này đang đúng một viên cạnh này, mình xây một cái này, nó đúng hai cái viên này, đúng hai viên này không. Rồi bây giờ mình đổi hai viên này, mình đổi viên này lên đây nè, viên này qua đây, viên này qua đây, xíu lên không, viên này lên đây, bên đây lên trước, lên lên xuống xuống, ok không, đúng không, toàn bộ viên cạnh đúng hết không. Bây giờ mình làm viên gốc thì cái công thức này á bạn, công thức mình ghi trong phần mô tả đó, nó sẽ đi mình tìm một cái viên không, xanh cam, cam xanh lá, ở bên này cam xanh lá nè, từ đây nó ụp xuống đây à, nhìn không, từ đây nè, mặt cam này qua đây, đưa vào một cái nữa, nó đi viên này xuống viên này, qua viên này lên viên này. Cái thủ thuật này mình xài rất là nhiều trong mixup, one home, rồi trong Fisher 4 × 4 × 5. Đây là thủ thuật của cuboid, nhưng mà trong trường hợp mà không có làm được cuboid bình thường, bốn công thức cuboid mình để với phần mô tả ha, không làm được bình thường mình làm cách này, gì này xuống đây không, gì này qua đây, này qua đây, mình đúng một viên thôi, còn hai viên này nữa, hai viên rác nó đúng đúng thì hai cậy nó, mình chút xíu mình làm tiếp, mình làm hết tầng dưới không, như này xuống đây, u r 2 u phẩy l 2 u đây r 2 u phẩy l 2 để cái mặt vàng ở trên ha, mặt trắng này mình xây không được, mình xây ở dưới không được, đó, cứ nhắc tầng này xây không được, nó dính chùm mình luôn, nó khóa sâu quá các bạn. Dưới này sai rồi nè, dưới này mới đúng, được qua, mình nhìn không đúng thôi không sao các bạn. U L 2 U phẩy L 2 U L 2 U phẩy, mình bị phân tâm rồi, ok không, gì đúng rồi không. Trên này đúng rồi, được rồi, còn lại 1 2 3 4 cũng gì, hy vọng nó có 3DT để mình xử lý luôn. Xanh cam này không đúng ha, viên này nè, viên này nè, xanh cam này nó không xuống đây được, nó xuống, nó ập xuống mà, thì viên trừ ra viên xanh cam này, viên này nè, nó qua bên này đúng ha. Mình làm hai lần không, u r 2 u phẩy l 2 u r 2 u phẩy l 2 lần hai nữa ha, u
R2 U phẩy N2 U R2 U phẩy R2. Rồi này, trường hợp nó còn hai viên, nó y như trường hợp parity hồi nãy mình nói, nó còn hai viên parity kia thì nó còn hai viên cạnh, hai viên cạnh trên này. Parity này còn hai viên này, viên này như vậy, viên này đó là do hai cái viên này nè các bạn, viên nào cũng được ha, hai viên này đổi ha, mình đổi vậy nè. Khi các bạn đổi á, còn phải giữ những từng này, bạn đổi hồi qua nắm mình xem là nó sẽ chạy lum hai. Khi các bạn tưởng hai viên này nó sai, các bạn nắm vào bạn xoay nè, thì hai viên trong nó cũng sai luôn ha. Mình sửa lại từ đầu á, thì toàn bộ cái qubit nó sẽ bị cái ra từ kia. Thành ra bạn đổi á, đổi viên này giờ đổi hai viên này không, đưa qua đây mà đổi hai viên đỏ cho các bạn nhìn hấp dẫn chút xíu, thấy không? Ai đi viên này đi dễ nhìn, đổi hai viên này vậy không, hai viên này nè không, đưa qua đây, thấy không? Đổi viên này, ok, trạng thái cục qubit bình thường, đặc biệt là hai cái tâm này nè, nó không có đổi. Các bạn đổi hai tâm này, các bạn tưởng hai tâm này bạn đổi lên vàng cái rồi xong luôn, cục qubit nó sẽ quay lại từ đầu và nó bị parity hai cái cạnh này, giống như nãy mình nói không? Nha, dưới đúng rồi không? Mình làm từ đầu không? Trên đây, à, cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, cũng y vậy, sai không? Một lần, sai hai cạnh, thì mình đẩy một cái là sẽ đúng, đúng hai cạnh, mình đẩy cái đúng một cạnh, đúng không? Này sai này không? Mình sai này không? Sai. Trường hợp này á, các bạn dùng xuống lên á, mình lại dùng xuống lên cho nó đơn giản, mình làm lại thì mình phải làm giữ ba viên này ở trên, chỉ cần một cái viên này nó lọt xuống đây, hai viên này nó đổi nhau, hai viên này nè, xanh này nó đổi nhau là tiếp tục parity nữa, ba viên này. Bây giờ mình đổi bằng cuboid không? Hai viên này đổi nhau không? R2 U R2 U R2 U U R2 U U R2 U R2 U phải R2, ok không? Còn lại viên xanh này với chị xanh này, ở đây nó lệch nè, hai cạnh nó lệch, giờ mình đưa qua đổi hai cạnh nằm đối diện nhau, R2 U U R2 U U R2 U U, rồi trả về này, cạnh đúng hết không, đổi xong ha. Này, chủ yếu là mình đổi hai viên này, hồi nãy đổi hai viên này không, đổi viên nào cũng được ha, hai viên này, đồng thời nó phát sinh ba cái viên sai ở trên đó, thì mình chỉnh lại để mình chỉnh cho nó đều cái này, đồng thời là ba viên nó vẫn nằm trên viên trên, ok không? Giờ mình sửa lại không, rồi nó phát sinh ra ba viên, nó phát sinh ra nhiều viên cũng vậy ha, viên bốn năm viên cũng vậy, mình sửa lại từ từ, bây giờ mình coi ha. Viên này xanh cam này nó cứ nằm đây không đúng nè, thì nằm chỗ này, à hai viên này không đúng ha, tạo thế ha, vẫn để gì tạo thế, các bạn xây về tạo thế không được, các bạn xây trên đây không được, tại vì xây này không được đó, nó dướng này không đó, đi bằng một á, mình tạo thế từ từ các bạn, không ấy mình quắp cuboid, à, cuboid nó có cách quắp chéo này trong 3 × 3 × 4 á, 3 × 4 × 5 á. Bây giờ mình tìm lại một cách mình làm. Mình phá ra một viên đi, đúng một viên cho hai viên dưới nó cân bằng không, đưa qua đây, mình tạo thế sao để cho nó dễ không, tôi bập cái nó vô luôn không, xanh cam này, viên xanh cam này qua bên này, làm hai lần để cho viên này nó vô đây đi, rồi nó phát sinh ở trên mình tính tiếp, R2 sai không, công thức kia không, nó hơi rối rối, nó làm tư thế hơi kỳ kỳ vậy không, u
L2 U phẩy L2 U L2 U phẩy L2 lần nữa không U L2 U phẩy L2 U L2 U phẩy L2 Rồi phát sinh 1 2 3 phát sinh 3 viên không? Bây giờ về không? Tạo thế không? Hồi nãy 3 viên kia nó nằm tư thế khó ra khó tạo cái thế lại. Bây giờ mình làm vậy. Thấy không? Hai viên này. Rồi xuống này. Mình coi viên nào sai đi. Viên này sai không? Để mình coi coi. Làm một lần hả? Viên này qua đây. Đúng. Đúng rồi đó, làm một lần các bạn. Hai viên này rồi. Đẩy viên này qua đây. Chút xíu mình trả về á, mình trả này trước, trả này sau ha, trả này u u 2 phẩy, u nhỏ 2 phẩy ha. Coi kiểm tra đi. Kiểm tra kỹ ha. Viên này sai nè. Đưa lên. Nằm đây. Các bạn làm công thức ngược cũng được, nhưng mà làm công thức thuận đi, một bên đi ha. Tại vì công thức cũng đơn giản mà. U L2 U phẩy L2 U L2 U phẩy L2 đi qua trả về. Ok không? Một cục cuboid rất là hay, làm cho chúng ta nhiều cảm xúc. Có nhiều trạng thái lạ, nắm nhiều tầng, làm bình thường cuboid, thêm một số thủ thuật nữa không, một cái cục cuboid gọi là đáng tiền á, đáng tiền mua, đáng tiền chơi, rất là hay, làm cho chúng ta rối rất là nhiều. Thì mình thì cũng học tập được nhiều cuboid, thì là mình làm nhanh gọn, nhưng mà nếu các bạn làm thì cũng rất là rối ha, từ từ mà làm ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công, bye bye.